Chào các bạn, nay thì mình giới thiệu với các bạn đây là bao da New King Queen cho chiếc Samsung Galaxy S7 Edge các bạn ha, bao gồm là ba màu đen, màu nâu và màu đỏ các bạn ha. Các bạn thấy toàn bộ chi tiết bên ngoài đó, đây là tem niêm phong các bạn ha, bạn không thấy đây là bên ngoài các bạn, số chi tiết như mã QR rồi số seri các bạn không thấy, rất là chi tiết các bạn ha. Đây là bên mình sẽ khui trực tiếp các bạn ha, sử dụng một con dao cắt đó, mình có thể cắt ra để cho tiện các bạn ha. Lấy nó ra bạn có thấy màu nâu đỏ đen sau giới thiệu với các bạn đó là ba màu. Toàn bộ chi tiết của chiếc bao da này á, thì được làm bằng da công nghiệp các bạn ha, chi tiết bên ngoài á, trừ cái phần nắp lưng các bạn, cái phần nắp lưng á, thì được thiết kế bằng nhựa để giữ thật chặt cái chiếc điện thoại S7 của mình. Đồng thời một thiết kế đặc biệt của cái bao da này á, thì bạn có thấy hai bên có cong quá này để ôm sát cái màn hình đó các bạn. Rồi logo New King được đóng lên đây, đây là cái logo thương hiệu các bạn, trong đây các bạn thấy đây, cộng thêm một số chi tiết các bạn cũng thấy rất là gọn các bạn ha. Điểm đặc biệt là mình có thể để những cái cạc visit ở đây, các bạn thấy để vào đây rất là tiện các bạn ha, gọn gàng cứng cáp các bạn, bạn thấy rất là tuyệt vời. Bao gồm là ba màu các bạn ha. Shop giới thiệu lại với các bạn đây là bao da cho S7 Edge thương hiệu là New King. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, chúc các bạn một ngày vui vẻ.